địa phương, ngành y tế sẽ tính toán kỹ bệnh viện nào có thể rút quân. Các bệnh viện tuyến trung ương có thể sẽ rút từ từ và trong quá trình rút phải chuyển giao cho các bệnh viện của thành phố. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định dự án tu bổ di tích chùa Cầu Lai Viễn Kiều tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận dự án tu bổ di tích chùa Cầu gồm gia cố nền móng trụ cầu, tu bổ hệ dầm sàn, khung gỗ mái và kết cấu bao che chùa Cầu, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, chống mối công trình, lắp đặt nhà bao che bảo quản và gia công cấu kiện, số hóa di tích bằng công nghệ 3D phục vụ tu bổ di tích. Tuy nhiên, Bộ cũng yêu cầu địa phương bổ sung thuyết minh nội dung hiện trạng và giải pháp sơn thép trên các bộ phận công trình. Quá trình biến đổi của công trình qua các giai đoạn liên quan đến các giá trị kiến trúc, thẩm mỹ của công trình. Khảo sát dự ảnh hưởng từ dòng chảy của các đợt lũ tác động đến sự ổn định của trụ cầu và đề xuất giải pháp bảo vệ phần cấu kiện gỗ của phần cầu bị ngập trong nước. Bổ sung nội dung tính toán đối với phương án đổ bê tông gia cố bao quanh móng và trụ cầu, đảm bảo tính khả thi, tránh những tác động đến độ ổn định của trụ cầu và cảnh quan xung quanh. Chắc hẳn chị Minh Phương cũng như là quý vị vẫn còn nhớ là cách đây hơn một tháng, dư luận từng xôn xao trước vụ việc Công an tỉnh Nghệ An thu giữ tới 24 cá thể hổ được nuôi nhốt ngay trong nhà dân. Và vụ việc đã được khởi tố, những người vi phạm pháp luật chắc chắn sẽ bị trừng trị đích đáng. Thế nhưng câu chuyện không đơn giản khép lại như vậy. Vâng, đúng là không chỉ dừng lại như vậy, bởi vì những tang vật trong vụ việc này chính là những cá thể hổ thì chưa biết phải giải quyết ra sao. Câu chuyện này đang đặt ra một nghịch lý về việc giải cứu những động vật hoang dã. Giải cứu đã tốn rất nhiều công sức, nhưng giải cứu xong thì lại loay hoay không biết nên làm thế nào với những tang vật trong các vụ việc này. Đây là hình ảnh hiện tại của những cá thể hổ đang được gửi ở khu sinh thái Mường Thanh, Diễn Lâm, tỉnh Nghệ An. Công an tỉnh cho biết, khu sinh thái đề nghị trả chi phí khoảng 20 triệu đồng một ngày, gồm tiền ăn, công chăm sóc cho 9 con. Lãnh đạo công an tỉnh cho rằng rất nóng ruột. Làm sao không nóng ruột khi ngân sách còn khó khăn, rất nhiều hộ gia đình chật vật mưu sinh, hàng nghìn người thất nghiệp, ngân sách lại phải bỏ ra một tháng khoảng 600 triệu đồng nuôi 9 con hổ tang vật. Tuy nhiên, nghịch lý ở đây là những cá thể hổ này khó có thể tái thả trở lại rừng tự nhiên, chỉ có thể chăm sóc suốt đời. Thì tôi có thể khẳng định là việc tái thả những cá thể hổ này về tự nhiên là không khả thi và không phù hợp. Những cái cá thể hổ này thì đã bị nuôi nhốt trong một thời gian dài ở dưới các hầm, sức khỏe không đảm bảo và đã mất hoàn toàn các cái bản năng tự nhiên. Chưa nói đến là nguồn gốc của những cái cá thể hổ này rất có khả năng là từ các cái trại nuôi sinh sản ở bên Lào, và do đó thì hoàn toàn không có cái giá trị trong cái việc là bảo tồn đối với quần thể loài trong tự nhiên. Việc giải cứu và nuôi nhốt những cái cá thể này thì chủ yếu là vì mục tiêu nhân đạo. Còn đây là những cá thể hổ Đông Dương đang được nhân viên vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc. Chúng là tang vật trong một vụ buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã được Công an Nghệ An bắt giữ vào đầu tháng 8 vừa qua. Việc chăm sóc cũng vô cùng tốn công. Đặc biệt trong đó thì cái công tác chăm sóc cho ăn các loại sữa mới và cứ 3 đến 4 tiếng là phải cho ăn một lần. Hiện nay các cái cá thể hổ này đã được chuyển sang ăn các cái thức ăn bằng thịt. Bình quân thì mỗi ngày những cái cá thể này ăn khoảng 500 gram, và cứ khi mà con hổ con nó phát triển lên thì cái thức ăn nó cũng tăng theo cái phần trăm trọng lượng cơ thể của nó. Tại trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo, nơi chăm sóc cho các cá thể gấu được cứu hộ từ các địa phương phía Bắc, dù có nguồn lực, nhân lực có chuyên môn, nhưng việc chăm sóc gấu rất khó khăn, bởi khi bị nuôi nhốt lâu năm phục vụ được lấy mật thì nhiều cá thể sẽ chịu tổn thương vĩnh viễn và phải chăm sóc suốt đời. Rất khó có thể nói được gấu đã hồi phục được bao nhiêu phần trăm, nhưng chắc chắn rằng gấu không thể hồi phục 100% để quay trở lại tự nhiên được. Thời gian gấu sống trong môi trường nuôi nhốt không đảm bảo của các trại gấu là quá dài và đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng trên cơ thể chúng. Trong điều kiện cả nước còn quá ít các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, các trung tâm này cũng hạn chế về nguồn lực, thì các tang vật trong các vụ nuôi nhốt, buôn bán động vật trái phép sẽ ra sao? Số phận những động vật hoang dã sau khi được giải cứu khỏi các vụ nuôi nhốt, buôn bán trái phép vẫn đang làm đau đầu những nhà quản lý.
quý vị, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế đưa ra những nguyên tắc như thế nào để xử lý tang vật của các vụ giải cứu động vật hoang dã? Liệu thực tế thiếu và yếu các trung tâm giải cứu bảo tồn động vật hoang dã có làm chùn bước việc triệt phá các đường dây buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã phi pháp hay không? Phóng viên của truyền hình Thông tấn đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Tú thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam về câu chuyện này. Thưa ông, thì ông đánh giá như thế nào về số lượng cũng như nguồn lực của các trung tâm bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam hiện nay ạ? Trong cái kế hoạch chiến lược kỳ trước ý, thì người ta đưa ra mục tiêu thành lập đến 38 trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, bảo tồn và cứu hộ động vật hoang dã ở cả nước. Thì trên thực tế là trong cả cái chu trình của 5 năm kế hoạch là không thành lập được trung tâm nào. Cả nước thì có rất là ít trung tâm cứu hộ. Gần như chỉ có một cái trung tâm đầy đủ là trung tâm thuộc Hà Nội, trung tâm Sóc Sơn phải đảm nhận những nhiệm vụ cứu hộ cho cả nước. Ngoài ra thì có các trạm cứu hộ ở khá là nhiều nơi ở trong nước nhưng mà đều quy mô nó không thật sự là đầy đủ để cứu hộ đủ các nhóm. Và thêm nữa là nguồn lực cho các trung tâm này cũng rất là ít, ít cả về quỹ đất, về con người, về trình độ chuyên môn và về cả cái nguồn lực kinh tế. Vâng, với nguồn lực hạn hẹp như vậy thì những cái vụ việc mà chúng ta giải cứu những động vật hoang dã mà bị nuôi nhốt trái phép này sẽ được thực hiện thì sẽ đi về đâu thưa ông? Có 3 cái nhóm hành động mà IUCN và CITES hướng dẫn các bên tham gia. Thứ nhất là đưa nó vào ở trong các trại nuôi nhốt. Thứ hai là thả về thiên nhiên hoang dã. Và thứ ba ấy, là tiêu hủy, hay là cái chết nhân đạo. Thì từng cái một đều có những cái ưu, những cái nhược điểm của nó. Ví dụ, việc mà đưa vào nuôi nhốt thì nó có được cái lợi là gì? Anh gìn giữ được cái con động vật đấy. Anh tạo được cái hình ảnh tốt đối với công chúng về cái chuyện là nhân đạo đối với động vật. Tuy nhiên thì cái nguồn lực cho cái việc nuôi nhốt này đòi hỏi rất là lớn. Đặc biệt là cái nguồn lực về kinh tế, là chỗ nuôi rồi là thức ăn vân vân. Đòi hỏi rất là nhiều những cái nguồn lực mà không dễ đáp ứng. Vậy cái hiện trạng này thì có làm chùn bước đi việc giải cứu những động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép tại Việt Nam hiện nay không? Cái nỗ lực này là cái nỗ lực cực kỳ quan trọng và đáng phải làm. Chúng ta không thể vì những cái thứ, vì một vài những cái đang còn thiếu và chúng ta thỏa hiệp, đồng ý với việc nuôi động vật hoang dã một cách bất hợp pháp như đang diễn ra hiện nay. Rất là nhiều vấn đề ở đây cần phải giải quyết, kể cả về khung pháp lý, những cái hướng dẫn rõ ràng hơn nữa của các cơ quan chức năng về việc xử lý, phải hoàn thiện, xây dựng những cái quy trình về cái việc mà xử lý đối với cả các nhóm động vật khác nhau. Xin cảm ơn về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, như vậy là dù những nguồn lực về giải cứu bảo tồn động vật hoang dã còn hạn chế thì cuộc đấu tranh với việc buôn bán nuôi nhốt động vật hoang dã vẫn không được phép khoan nhượng. Và để không tiếp tay cho những hành vi trái phép này thì mỗi chúng ta hãy từ bỏ nhu cầu sử dụng chế phẩm từ động vật hoang dã. Không có cầu sẽ không còn cung. Tin quốc tế. Liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội liên bang tại Đức diễn ra vào ngày hôm qua, theo các kết quả dự đoán sơ bộ thì lợi thế hiện đang tạm nghiêng về phía Đảng Dân chủ Xã hội SPD. Tuy nhiên, mọi lựa chọn hình thức liên minh thành lập chính phủ vẫn đều để ngỏ và hiện các đảng đang nỗ lực tìm kiếm đối tác liên minh để giành quá bán tại quốc hội nhằm đứng ra thành lập liên minh cầm quyền mới tại Đức. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Theo kết quả dự đoán sơ bộ trên kênh truyền hình ARD và ZDF, đảng SPD đang dẫn đầu khi nhận được 25,7% số phiếu ủng hộ, cao hơn 1,2% so với số phiếu mà CDU-CSU nhận được. Đảng Dân chủ Tự do FDP nhận được 11,7%, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức AfD 10,8% và đảng Cánh tả 5%. Đại diện các đảng đã bóng gió về khả năng thành lập liên minh cầm quyền. Ứng cử viên thủ tướng SPD Olaf Scholz bày tỏ mong muốn liên minh với đảng Xanh và cho rằng chính phủ sẽ được thành lập trước dịp Giáng sinh. Phía CDU-CSU bóng gió về một liên minh với đảng Xanh khi cho rằng CDU-CSU và đảng Xanh đi theo những con đường khác nhau, song mục tiêu lại giống nhau. Trong khi đó, đảng Xanh nhấn mạnh việc đương đầu với CDU-CSU là hoàn toàn đúng đắn bởi nước Đức cần một sự khởi đầu mới. Với tỷ lệ ủng hộ sít sao, cho đến lúc này, kịch bản cho một liên minh cầm quyền vẫn chưa rõ ràng và thậm chí một khả năng đại liên minh giữa CDU-CSU và SPD như hiện nay vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, với việc hai đảng lớn bày tỏ mong muốn đứng ra thành lập chính phủ, nhiều khả năng đó sẽ là một liên minh cầm quyền gồm 3 đảng lần đầu tiên ở nước Đức.
và những tuần tới đây sẽ là khoảng thời gian đàm phán thăm dò căng thẳng giữa các chính đảng. Phương Hoa, phóng viên Thông xã Việt Nam từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Vào ngày hôm qua, truyền thông Nga cho biết không quân nước này đã điều 3 máy bay chiến đấu để chặn một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52H của Mỹ tiến gần tới không phận của Nga trên Thái Bình Dương. Truyền thông Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thiết bị kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận với không phận của nước này tại Thái Bình Dương. Đã có 3 máy bay Su-35S được điều động và xác định mục tiêu này là máy bay B-52 của Mỹ, B-52H, đồng thời ngăn chặn trước khi máy bay này tiến vào không phận của Nga. Các máy bay chiến đấu của Nga đã hộ tống máy bay của Mỹ rời không phận và trở về căn cứ an toàn. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hoạt động bộ hộ tống trên hoàn toàn dựa trên luật hàng không quốc tế. Quý vị thân mến, tới đây bản tin thời sự tổng hợp sáng của truyền hình Thông tấn xin được tạm dừng. Để theo dõi lại chương trình, quý vị có thể truy cập website vnews.gov.vn hoặc trang tin chính thức của chúng tôi trên Facebook mang tên vnews-truyền hình Thông tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam Campuchia Lào. Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo của ba đảng đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp, thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác đảng, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ba nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua, thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, cùng nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa ba đảng, ba nước. Ba nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện nay và tiếp tục trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia đã chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 26 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Dự hội nghị tại trụ sở chính phủ còn có các phó thủ tướng chính phủ, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo các tổ chức các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. Dự hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức và 1.200 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tại các địa phương. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp các đại diện doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt tình hình, kiến nghị của doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trên tinh thần, càng khó khăn, càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng phải đoàn kết, càng dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhau để vượt qua khó khăn thách thức. Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm tiếp tục lắng nghe những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đã chia sẻ đồng hành hỗ trợ cùng doanh nghiệp trong thời gian qua, hoan nghênh chủ trương chuyển mục tiêu không COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời tỏ rõ quyết tâm cùng Chính phủ và nhân dân cả nước chiến thắng dịch bệnh, khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu cũng phản ánh tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều đề xuất kiến nghị như tiếp tục đẩy mạnh ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động trong các doanh nghiệp và cho phép người lao động an toàn dịch bệnh được đi về giữa nơi làm việc và nơi ở, tháo gỡ rào cản làm ách tắc lưu chuyển hàng hóa giữa các địa phương, công nhận kết quả xét nghiệm, cách ly một lần đối với người di chuyển giữa các địa phương, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục để doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ, tiếp tục có chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, phí. Kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, bày tỏ cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã sát cánh, đóng góp, chia sẻ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19 và nỗ lực duy trì phát triển kinh tế xã hội nói riêng, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Tôi thấy là cái phát biểu hôm nay, cũng như nhiều cuộc vừa rồi, thì thể hiện cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, cái sự thẳng thắn cũng rất là rõ ràng.
rồi cái tâm huyết và cái mong muốn đất nước ta bình an và phát triển thể hiện rất rõ cái khát vọng dân tộc trong mỗi người chúng ta hôm nay. Thì đây là cái mà chúng ta thấy phấn khởi. Và đây chính là cái điểm tựa rất quan trọng để chúng ta chiến thắng dịch bệnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo Thủ tướng, trong quá trình phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội thời gian qua cho thấy, mặc dù có nhiều thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới, song đất nước chúng ta vẫn còn những khó khăn, nhất là trong điều kiện phải chống dịch. Do đó đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau chung tay để xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, tự lực tự cường, trong đó có nâng cao năng lực về y tế, quản trị y tế tốt hơn. Các vị đại biểu hôm nay cũng thống nhất với lại cái chủ trương của chính phủ mà hôm qua ban chỉ đạo cũng đã phòng chống quốc gia cũng đã đồng tình. Tức là chúng ta phải chuyển cái trạng thái từ không Covid chuyển sang cái trạng thái, tức là chúng ta phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid. Ở đây thì thể hiện cái yếu tố khách quan nhưng mà có cả yếu tố chủ quan nữa. Mà muốn được cái này thì báo cáo với các quý vị đại biểu là chúng ta cũng phải dựa trên cái cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học và những cái kinh nghiệm chúng ta rút ra cái thời gian vừa qua, cộng với lại cái tham khảo cái cách làm của các nước trên thế giới. Và đặc biệt là muốn thích ứng được thì chúng ta phải an toàn. Mà chúng ta an toàn để chúng ta sản xuất, để phục vụ cái chống dịch, hay gọi là sản xuất chống dịch để sản xuất, chống dịch để sản xuất và sản xuất để phục vụ cái chống dịch tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đóng góp ý kiến cùng Chính phủ thực hiện đột phá về thể chế, tham gia nhiều hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện, tăng năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực y tế, nhất là phát triển công nghiệp dược, để Việt Nam đủ năng lực ứng phó với các vấn đề nảy sinh. Còn phía Chính phủ thì chúng tôi cũng đang cùng với Quốc hội cố gắng để mà đồng hành cùng với doanh nghiệp một cách thực sự. Chúng tôi hay chia sẻ đấy, tức là nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật và nhân dân doanh nghiệp được hưởng thụ thật. Nếu cái tinh thần năm thật này và cái tinh thần 3 không là không nói không, không nói khó mà không nói có mà không làm. Nên là cái tinh thần quán triệt từ lâu rồi, cái tinh thần này rồi. Rồi các bộ, các ngành, các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tôi đề nghị là chủ động tích cực để mà xử lý các vấn đề cho doanh nghiệp trên tinh thần các nguyên tắc chung, trên tinh thần luật pháp đã được quy định, trên tinh thần chủ trương của Đảng đã có. Thì trên tinh thần ta là nhà nước pháp quyền, cho nên là chúng ta phải, mọi người phải thực hiện, phải thực hiện theo pháp luật. Thì cái đấy là cái, nhưng mà trên cơ sở pháp luật, nhưng mà phải linh hoạt tổ chức thực hiện làm sao cho nó có hiệu quả, nó phù hợp với tình hình cụ thể, chứ không có cứng nhắc, không có cực đoan. Thủ tướng kêu gọi sự chung tay đoàn kết, thống nhất, chia sẻ giữa các doanh nghiệp, nhà nước và nhân dân, để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, như lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa. Đã đoàn kết hơn nữa. Đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa, để phòng chống dịch hiệu quả và khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ ban hành nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Mục tiêu của nghị quyết là tập trung khôi phục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Với nhiều điểm mới tích cực, nghị quyết mang theo rất nhiều kỳ vọng của doanh nghiệp. Mở cửa trở lại văn phòng làm việc sau giai đoạn giãn cách, chị Hân, chủ một doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị giáo dục, vừa mừng vừa lo. Với hai nhà máy sản xuất tại Hưng Yên và Long An, những áp lực từ việc duy trì hoạt động sản xuất và thực hiện phòng chống dịch đã khiến chi phí bị đội lên nhiều lần. Trong 2 tháng qua, nguồn thu của doanh nghiệp gần như bằng không do việc đứt gãy trong cung ứng nguyên vật liệu cũng như vận chuyển hàng hóa, thi công công trình. Chính vì vậy, việc cho phép kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo nghị quyết 105 của Chính phủ là thông tin tích cực với doanh nghiệp. Chúng tôi đã phải vay vốn ngân hàng với một khoản tiền rất là lớn.
Thì khi dịch bệnh xảy ra thì cái dòng tiền này hoàn toàn là nó bị tồn đọng tại nhà máy, tại các phân xưởng và không thể giao hàng đi cho hệ thống phân phối được, dẫn tới rằng là chúng tôi bị mất thanh khoản cái dòng tiền. Chịu thiệt hại nặng nề nhất từ 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, việc cơ quan liên quan sớm cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023, giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, theo nghị quyết 105 đối với nhiều doanh nghiệp là hết sức có ý nghĩa. Các doanh nghiệp du lịch và lữ hành thì cũng đang bị cái tình trạng là cạn kiệt về nguồn vốn. Khi dịch bệnh kéo dài và không có khách, không có nguồn thu thì những cái nguồn vốn như này chúng tôi có cũng sẽ giúp cho chúng tôi trang trải được các chi phí như là thuê văn phòng hay là trả lương cho nhân viên. Theo điều tra của Ban Kinh tế Tư nhân, có tới 63% doanh nghiệp cho biết dòng tiền chỉ có thể duy trì sản xuất kinh doanh trong vòng từ 1 đến 3 tháng tới. Chính vì vậy, nghị quyết 105 ban hành trở thành điểm tựa vững chắc cho các doanh nghiệp trong đại dịch. Cái việc mà hỗ trợ đưa ra các cái giải pháp một cách tổng thể cho các doanh nghiệp có nghĩa là bản thân mỗi một doanh nghiệp đều có một cái trách nhiệm cũng như một nghĩa vụ và quyền lợi khi mà thực hiện nghị quyết đó, và cũng giao cho các cái bộ ngành rồi các cái tỉnh thành phố để thực hiện nghị quyết một cách nó đạt cái hiệu quả nó cao nhất, và cũng đã phân vùng cho các doanh nghiệp đối tượng nào, doanh nghiệp nào khó khăn bất kể ở lĩnh vực nào thì đều có cái phương án rồi các cái giải pháp hết sức là cụ thể. Với những giải pháp kịp thời, linh hoạt và cụ thể của nghị quyết 105, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tin tưởng sẽ sớm vượt qua đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới trong thời gian sớm nhất. Doanh nghiệp sẽ giữ vững chuỗi sản xuất, cung ứng để phát triển bền vững. Sau đây là thông tin chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen đến chào xã giao nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại buổi tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ vui mừng gặp nhau và đã trao đổi về tình hình mỗi nước, trong đó có việc phục hồi phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện nay và tiếp tục trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm Việt Nam lần này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam, là mối quan hệ hình mẫu trong quan hệ quốc tế, là động lực quy luật tồn tại, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua giữa hai nước và thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19, cùng nhất trí về tầm quan trọng quan hệ truyền thống, đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa hai chính phủ, hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai nước trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng bền chặt, cùng nhau hội nhập thành công với khu vực và quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, tính đến sáng ngày hôm nay 26 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó thì có 15 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tổ 11 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Hai trường hợp khác liên quan đến dự án điện gió Yale, huyện Chư Pư và Iapet, huyện Đắk Đoa. Ngay sau khi ghi nhận các ca mắc mới, tỉnh đã cấp bách triển khai các công tác phòng chống dịch, tiến hành xét nghiệm các trường hợp F1 và truy vết trường hợp liên quan, tạm dừng việc học tập và giảng dạy một trường tiểu học trên địa bàn có ca nhiễm cộng đồng và tiến hành đánh giá lại đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thưa quý vị, hơn 1.300 người dân, mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đã tự nguyện từ chối nhận suất hỗ trợ đợt 3 của Thành phố Hồ Chí Minh để nhường cho những người khó khăn hơn mình. Câu chuyện đẹp về tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đùm lá nát là nghĩa tình mà người dân phường Linh Trung ở Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang dành cho nhau trong giai đoạn khó khăn chưa từng có này. Ghi nhận qua phóng sự sau đây của truyền hình Thông tấn. Nhiều tháng nay, gia đình bốn người của anh Lương Hậu, 47 tuổi, ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, phần lớn sống nhờ vào sự hỗ trợ của địa phương,
dịch bùng phát, anh Hậu bị mất việc ở công ty may. Vợ anh cũng đã nghỉ việc sau thời gian cách ly điều trị do mắc COVID-19. Gia cảnh khó khăn ở nhà trọ, anh Hậu thuộc diện được nhận hỗ trợ đợt 3. Thế nhưng anh tự nguyện không nhận suất hỗ trợ. Anh cho biết tuy thất nghiệp nhưng còn nghề tay trái là lái xe chở hàng, có thêm chút thu nhập, trang trải phần nào cuộc sống, vẫn còn đỡ hơn nhiều người khác đang khốn khó. 1.500 ý nhỏ đó bị mất cha mất mẹ đang một côi rồi mấy người già rồi cũng đang khó khăn hơn em. Em ở đây thì nói chung nhờ chị tổ trưởng tổ khu phố 3 nè giúp đỡ cho gạo đồ em thấy cũng ổn, cũng đỡ hơn. Cũng sống chật vật trong căn nhà thuê, vừa là nơi để ở, vừa là vựa ve chai của gia đình. Anh Lê Thế Quang, quê Thanh Hóa, được phường lên danh sách nhận hỗ trợ. Vậy nhưng anh Quang đã xin nhường suất của mình cho người khác. Bởi với anh, dù khó khăn nhiều nhưng vợ chồng anh và ba con vẫn khỏe mạnh, đủ ăn, đủ mặc. Đó là điều may mắn, hạnh phúc hơn nhiều người khác. Với hỗ trợ thứ ba này, thì gia đình cảm thấy đang còn gồng gánh được và đủ ăn. Xin cũng nhường lại cho những người còn khó khăn hơn mình. Không chỉ là một vài trường hợp tự nguyện nhường suất hỗ trợ cho người khó khăn hơn mình, phường Linh Trung có tới 1.376 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ đã nhường suất hỗ trợ với tổng số tiền 1.300.000.000 đồng. Phường đã lập danh sách gần 52.000 trường hợp thuộc diện hỗ trợ, nhưng dự kiến chỉ khoảng 45.000 người nhận được tiền trong gói hỗ trợ đợt thứ ba này. Nhờ những suất được nhường lại, sẽ có thêm nhiều người thực sự khó khăn được hỗ trợ. Trước đây là tôi làm công nhân, nhưng mà trong thời gian nghỉ dịch thì tôi đi làm tình nguyện viên, thấy mình cũng đỡ hơn người khác á, cho nên thì mình nhường. Người ta nhường cái phần này lại cho những người khó khăn hơn trên địa bàn phường. Và đây cũng là một cái tấm lòng hết sức là cao quý đối với cái người dân mà chia sẻ, đối với chính quyền, chia sẻ đối với người dân khó khăn hơn để vượt qua cái đại dịch này. Lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Tấm lòng thơm thảo của những công nhân, lao động, sinh viên, người nhập cư ở phường Linh Trung càng tô đậm thêm truyền thống bao dung, nghĩa tình của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa đại dịch. Tiếp tục bản tin sẽ là tiểu mục nhận diện được phát sóng trong bản tin thời sự 18 giờ Chủ nhật hàng tuần. Và chủ đề của tuần này đó chính là ý thức vaccine miễn dịch tốt nhất. Nhìn những hình ảnh này, khó ai mà tưởng tượng được. Hà Nội vẫn đang là vùng dịch. Hình ảnh bất thường trong tình trạng bình thường mới này được ghi lại vào đêm Trung thu 21 tháng 9 vừa qua. Không ngoài dự đoán, lễ đón chị Hằng năm nay thật đặc biệt và khác lạ. Nhưng cái đặc biệt ấy lại đang dấy lên một nỗi lo lớn hơn. Chỉ mới đây thôi, bài học của Thành phố Hồ Chí Minh và cái giá phải trả vẫn hiện hiện trước mắt. Nhưng dường như ham muốn cá nhân đang cao hơn lý trí. Biển người đổ ra đường không khác gì Trung thu những mùa không Covid. Hết giãn cách mà hôm nay là Trung thu nên là bọn cháu đi ra đường để cho nó thoải mái lúc thôi nên là bọn cháu về luôn. Gần mặt thôi. Các bạn đã biết sai rồi. Phải chăng người Hà Nội đang thách thức Covid-19 hoặc cho rằng chúng đã ngủ quên một hôm? Nhưng không, Covid-19 không hề ngủ quên. Chỉ ít giờ đồng hồ sau đêm Trung thu và liên tiếp những ngày sau đó, Hà Nội lại phát hiện thêm các ca mắc mới sau những ngày không phát sinh thêm ca mới trong cộng đồng. Có phải trả giá cho một đêm vui hay không, còn phải chờ thêm một vài ngày nữa. Nhưng nỗi lo là không tránh khỏi. Thành phố vẫn đang áp dụng chỉ thị 15, không nghiêm ngặt như chỉ thị 16. Nhưng chỉ thị 15 không cho phép tập trung từ 10 người trở lên bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Và người dân phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại các địa điểm công cộng. Quy định như vậy, nghĩa là tình hình dịch ở Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Vậy những người ra đường vào đêm Trung thu có thực sự cần thiết hay không? Trong bài viết chống dịch ở Hà Nội, đừng để đốt củi một giờ. Báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh, xin nhắc lại, Hà Nội chưa phải vùng xanh. Bài học của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đó. Hàng nghìn người đã mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Những trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ,
không biết nương tựa vào đâu. Nỗi đau dịch bệnh là vô cùng ám ảnh khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Vậy mà, ở giữa thủ đô, nhiều người dân vẫn bất chấp lao ra đường chỉ để thỏa mãn thú vui thưởng trăng ngày rằm. Thật đáng buồn và đáng lo. Báo điện tử Vietnamnet bình luận: vui tất nhiên, mấy đợt giãn cách kéo dài liền nhau khiến tất cả như bị kìm nén, mọi thứ giờ được dịp bung ra, lại đúng trung thu, ai mà chả vui. Nhưng cái cách biểu thị đổ ra đường như này, rất nhiều người lo lắng đến thắt lòng. Lo lắng thật sự, không còn là chủ quan nữa, mà là sự coi thường, thiếu lý trí, bất chấp mọi thành quả bao ngày của cả thành phố vật lộn chống dịch. Báo điện tử Tiền Phong trích dẫn ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Nguyên nhân có thể do người dân có tư tưởng chủ quan là đã tiêm vaccine. Đây là chuyện không nên lặp lại trong lúc thành phố mới mở cửa, chưa biết thế nào, trong khi còn nhiều người, trong đó có trẻ em, chưa được tiêm vaccine. Sau sự việc này, ngành y tế Hà Nội phải giám sát xem từ giờ đến đầu tháng 10 dịch có bùng phát hay không. Nếu dịch bùng lên thì sẽ phải trả giá đắt. Bài viết của một độc giả gửi đến báo Tuổi Trẻ cảm thán: bất chợt tôi nghĩ giá như mỗi người dân Hà Nội tuân thủ quy định của chỉ thị 15, 5K và chỉ quây quần đón Trung Thu trong ánh trăng vằng vặc trên ban công, khoảng sân, xóm ngõ nhà mình, thì sẽ không có nỗi lo hậu Trung Thu như hiện nay với nhiều người Hà Nội. Và tôi ước mong trong đám rước khổng lồ ấy, không có điều đáng tiếc nào xảy ra để chúng tôi không phải nói lại những lời giá như thêm một lần nào nữa. Phải dùng cái từ là không chấp nhận được. Nếu như mà trong đó có một cái ca F0 thì dịch nó có thể bùng phát lên. Rất là khó truy vết, không biết là tiếp xúc trong cái hoàn cảnh nào. Bởi vì các cái người đi thì ở tứ xứ đổ về, mà nó bùng phát mà chúng ta không kiểm soát được thì lại đưa vào một cái việc gọi là giãn cách lại một lần nữa. Thế thì cái việc mà giãn cách chết lại đổ xuống sông xuống biển. Thì sau một thời gian dài giãn cách cũng thấy là bí bách mệt mỏi thì cũng muốn đi ra đường. Nhưng cái thứ hai là sau khi Hà Nội tiến hành xét nghiệm diện rộng, thấy rằng là xét nghiệm rồi mình cũng âm tính, không bị nhiễm. Và đặc biệt là nữa là thấy rằng là đã được tiêm một mũi vaccine. Thế nên là cho rằng là mình đã an toàn. Nhưng các bạn biết là tất cả cái lý do đó thì tôi cho rằng là đều không thuyết phục. Chính quyền cũng phải có những cái giải pháp trong thời gian tới để làm sao ấy là tiên lượng được, dự đoán được. Nó còn nhiều những cái sự kiện nó như thế này chứ không phải là chỉ có Trung Thu, để mình có những cái mà không để xảy ra. Và tôi muốn nói rằng là cái 5K ấy, thực hiện tốt có thể là cắt đứt các cái chuỗi lây nhiễm thì chúng ta vẫn phải thực hiện. Thế thì mỗi người dân phải thực hiện một cái thay đổi hành vi theo một cái cuộc thích ứng với cuộc sống mới, mà đây là cuộc sống an toàn với dịch. Chúng ta có thể chấp nhận là có F0, đưa về zero F0 là rất khó, nhưng ấy là làm sao ấy là nó càng an toàn được, tốt nhất thì càng tốt, chỉ người dân mới kiểm soát được mình. Vâng. Và có lẽ sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ lại nằm chính ở thái độ. Vâng, thưa quý vị, một con đường đến chiến thắng thì không thể thiếu đi lòng kiên trì. Và chốt lại câu chuyện của nhận diện tuần này, chúng tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng ý thức chính là liều vaccine miễn dịch tốt nhất. Thưa quý vị, trong ngày 25 tháng 9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết là đã bàn giao Phạm Thành Nhơn, 26 tuổi, ngụ ở ấp Phú Trị, xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, cho Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra xử lý vì sử dụng giấy đi đường giả để thông chốt kiểm soát dịch COVID-19. Theo thông tin ban đầu, thì vào khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 9, trong quá trình kiểm soát phương tiện trên tuyến quốc lộ, lực lượng làm nhiệm vụ gặp đối tượng Phạm Thành Nhơn đi qua chốt và trình giấy đi đường ghi nội dung đi đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về quê sinh con, do bà Nguyễn Thị Bé Mười là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ký, nên đã giải quyết cho qua chốt.
Tuy nhiên thì sau đó lực lượng làm nhiệm vụ nghi vấn là Nhơn đã sử dụng giấy đi đường giả mạo con dấu và chữ ký của lãnh đạo tỉnh Bến Tre nên đã trao đổi thông tin với công an tỉnh Bến Tre, đồng thời chốt chặn bắt giữ Nhơn và bàn giao lại cho công an tỉnh Bến Tre điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đến sai phạm trong việc mua chế phẩm Redoxy 3C xử lý ô nhiễm nước ở hồ. Đồng thời, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung vào năm 2017, gồm Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Arctic. Viện Kiểm sát đã xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Trung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng lên từng ngày và khó khăn vẫn tiếp diễn. Nhưng trong giai đoạn sản xuất kinh doanh đang vào vụ cuối năm như hiện nay thì các địa phương vẫn đang nỗ lực để vừa dập dịch vừa phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp đã hoạt động ra sao và các lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch đang giúp đỡ các doanh nghiệp như thế nào? Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những hình ảnh này ở phần sau của chương trình. Còn trước hết, xin mời quý vị cùng đến với những tin tức tổng hợp về tình hình dịch bệnh trong vòng 24 giờ qua. Với điều kiện đặc thù, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine cho hơn 95% số người trên 18 tuổi. Đánh giá cơ bản kiểm soát COVID-19, tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch xin thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine vào tháng 11 năm nay. Cụ thể, khách đáp ứng yêu cầu có hộ chiếu vaccine, mũi 2 đã qua 14 ngày, người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, người dưới 18 tuổi có chứng nhận âm tính nCoV trong vòng 48 giờ trước khi xuất cảnh. Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt từ ngày 1 tháng 10 theo nhiều giai đoạn. Ở phía Bắc, dự kiến chạy lại hàng ngày các đôi tàu khách tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng. Riêng tuyến Hà Nội-Hải Phòng dự kiến chạy thêm tàu dịp cuối tuần. Ở phía Nam, dự kiến chạy lại đôi tàu khách thống nhất giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Theo đề xuất của Bộ Y tế, địa phương được coi là thích ứng an toàn dịch bệnh khi có ít nhất 80% dân số trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Tất cả trạm y tế xã, phường, thị trấn có oxy y tế và có kế hoạch lập trạm y tế lưu động, cũng như tổ chăm sóc người bệnh COVID-19. Các tỉnh thành có kế hoạch lập cơ sở điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, đảm bảo tối thiểu 2% số giường hồi sức cấp cứu trên tổng ca bệnh dự báo cao nhất. Bắt đầu bước vào những ngày tháng cuối năm, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gồng mình duy trì hoạt động để kịp đáp ứng các đơn hàng trong giai đoạn cao điểm như hiện nay. Đặc biệt đối với các đơn vị sản xuất trong ngành tơ lụa, nông sản thực phẩm, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại Lâm Đồng. Những tháng cuối năm là thời điểm bắt đầu vào cao điểm cho thị trường xuất khẩu của ngành ươm tơ dệt lụa ở thủ phủ Tơ Tằm Bảo Lộc. Mặc dù trong nhiều ngày qua phố núi này không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhưng quy định bắt buộc về phòng chống dịch COVID-19 của địa phương như thực hiện phương án 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến từ giữa tháng 8 đến nay đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp. Tất nhiên là nó cũng hơi bất lợi, bởi vì về vấn đề gia đình, về vấn đề này nọ nó cũng có nhiều bất lợi, nhưng mà vì công ty, vì cái cuộc sống, vì công việc thì mình phải cố gắng. Tôi có đề nghị với địa phương là nếu người lao động của chúng tôi ở trong ba cái vùng xanh thứ nhất là khu dân cư là một vùng xanh. Cái thứ hai là từ khu dân cư đến công ty là cung đường xanh. Cái thứ ba là nhà máy của chúng tôi là xanh thì cho chúng tôi hoạt động. Nhưng mà địa phương yêu cầu chúng tôi ba tại chỗ thì chúng tôi phải làm và chấp hành tốt cái chủ trương này. Dù không bắt buộc phải thực hiện ba tại chỗ như ở thành phố Bảo Lộc, nhiều doanh nghiệp khác ở Lâm Đồng cũng phải duy trì hoạt động đi đôi với việc thực hiện các phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất. Khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn công nhân, người lao động vẫn chưa được tiêm vaccine. Công việc để đảm bảo cái cuộc sống hàng ngày
cho nên là vẫn phải duy trì. Nhưng mà hiện tại bây giờ là bọn em đang chưa được tiêm vaccine nên cũng rất là lo lắng. Tại vì công ty của em là rất là khá đông, cho nên là nếu như mà chỉ cần một bạn nào đó hoặc một người nào đó mà bị nhiễm bệnh á, thì khả năng là nguy cơ bọn em sẽ bị nhiễm bệnh rất là cao ạ. Để đảm bảo duy trì hoạt động, các công ty phải áp dụng nhiều giải pháp phòng chống dịch như tổ chức test COVID-19 cho công nhân mỗi tuần, siết chặt quản lý đội ngũ lái xe chở hàng thực hiện khai báo y tế, khiến chi phí vận hành tăng cao từ 20 đến 30%. Vấn đề khó khăn nhất của Lâm Đồng là hiện nay là cái vấn đề mà phân bổ vaccine đó, về cho Lâm Đồng hiện nay còn rất là ít, vì vậy là chưa đủ để phụ cho tất cả những quyết định, những đối tượng ưu tiên theo quyết định 21. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tỉnh cũng mới chỉ tiêm phủ một mũi vaccine cho khoảng 6.000 công nhân tại hai khu công nghiệp lớn nhất của địa phương, trong khi số lượng lao động ở các doanh nghiệp đơn vị bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều lần và cũng đang rất mong được tiêm vaccine để đảm bảo sản xuất an toàn trong mùa vụ cuối năm. Doanh nghiệp thì nỗ lực duy trì hoạt động, còn những lực lượng hỗ trợ chống dịch thì cũng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình. Những ngày thực hiện nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch là trải nghiệm thực tế quan trọng với các học viên của trường sĩ quan lục quân 2. Kiến thức từ nhà trường cùng kinh nghiệm thực tiễn trong điều kiện khó khăn thử thách sẽ là hành trang quý để những người lính trẻ thêm bản lĩnh và thêm kỹ năng cho quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ sau khi ra trường. Nhà neo người, địa phương lại đang thực hiện giãn cách xã hội. Việc thu hoạch lúa của gia đình ông Huỳnh Văn Hiểu cũng như nhiều nông dân ở xã An Lộc, huyện Bình Chánh gặp khó khăn khi mùa mưa đến. Bởi nếu không kịp thu hoạch, lúa sẽ mọc mầm, gây thiệt hại lớn. Sau những giờ tuần tra trực chốt, các học viên trường sĩ quan lục quân 2 lại cùng với lực lượng dân quân địa phương xuống đồng gặt lúa giúp dân. Dân đang cần thì lực lượng đội tới hỗ trợ, thì tôi thì thật cảm ơn rất nhiều và tôi xúc động. Nói chung là không biết nói như thế nào, nhưng mà nhờ mấy anh mới lực lượng quân đội tới mới thu hoạch được, chứ không nói thiệt mình đuôi một hai người nhà mình đắm núi. Chúng tôi luôn nhận được sự yêu mến của người dân, làm tăng tinh thần đoàn kết quân dân, đồng thời rèn luyện cho chính chúng tôi tính cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, không lơ là chủ quan trước dịch bệnh, đồng thời tích lũy những kinh nghiệm bổ ích phục vụ cho quá trình học tập và công tác sau này. Hỗ trợ lực lượng y tế xét nghiệm nhanh, đưa thuốc cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Những công việc ban đầu cũng đã gây khó khăn cho các học viên trẻ. Nhưng giờ đây, họ đã thực hiện tốt, hỗ trợ đắc lực cho các trạm y tế lưu động phòng chống dịch. Việc phải mặc đồ bảo hộ cả ngày, cũng như thời tiết nắng nóng, việc phải tiếp xúc trực tiếp với F0, nguy cơ lây nhiễm cao, cũng thực sự đó là một khó khăn đối với chúng em. Tuy nhiên là dưới sự động viên của thủ trưởng các cấp, cũng như sự hướng dẫn của đội ngũ y tế và sự quyết tâm của bản thân, thì em đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và qua đó góp một phần công sức của mình để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở quận 8 để nhanh chóng truy vết thần tốc, bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Trường sĩ quan lục quân 2 tăng cường hơn 1.000 cán bộ học viên hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Tất cả đều đang khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực từng giờ, từng phút, quyết tâm cùng thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh. Hỗ trợ rất tốt cho bà con trong công tác phòng chống dịch, vì để lại những dấu ấn rất là nhiều và ấn tượng cho bà con, cô bác và người dân tại địa phương phường 5 quận 8 với cái phương châm là không để là dân đói, và bộ đội đến thì là dân thương đi dân nhớ. Sau những lớp khẩu trang, những bộ quần áo bảo hộ này là những nụ cười, sự tận tâm và tinh thần nhiệt huyết với nhân dân. Từ giảng đường đến chiến trường chống dịch là hành trang quý để những người lính trẻ thêm bản lĩnh, thêm kỹ năng cho quá trình học tập và thực hiện nhiệm vụ khi ra trường. Như thường lệ, nhật ký COVID-19 ngày hôm nay cũng xin được khép lại với phần hỏi đáp vaccine phòng COVID-19. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị để hiểu đúng và chuẩn xác về vaccine. Tôi tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, sau đó di chuyển đến địa phương khác thì có được đăng ký tiêm mũi 2 ở đó hay không? Và thủ tục để đăng ký tiêm bao gồm những gì? Trong trường hợp người dân đã tiêm mũi 1, sau đó di chuyển đến địa phương khác, chỉ cần đăng ký tiêm mũi 2 trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia hoặc qua app sổ sức khỏe điện tử trên hệ thống ghi nhận thông tin đăng ký tiêm. Tôi tiêm vaccine COVID-19 xong, không thấy có biểu hiện sốt hay phản ứng phụ gì. Như vậy, vaccine có hiệu quả hay không?
Theo thông tin từ Bộ Y tế, mặc dù có những công nghệ vaccine mới, nhưng tất cả các loại vaccine đều giúp cho hệ thống miễn dịch của cơ thể quen với mầm bệnh, để hệ thống này có thể xây dựng khả năng phòng thủ và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vậy có sốt hay không sốt sau khi tiêm vaccine cũng không làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của vaccine. Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 26 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo đã tổ chức trao tặng máy tính cho các em học sinh là con em hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Cầm trên tay chiếc máy tính bảng còn mới tinh, Mohamed Arafat, học sinh lớp 5 trường trung học cơ sở Rạch Ông, quận 8, hết sức vui sướng, hào hứng, mở ra xem ngay. Cùng với Arafat là hơn 100 học sinh người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đang sinh sống tại nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, cùng được nhận quà tặng máy tính bảng từ Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo. Từ nay các em đã có công cụ học tập tốt hơn để thuận lợi học trực tuyến. Dạ, bình thường em học trực tuyến bằng điện thoại của mẹ. Lâu lâu nó bị hết ga và không có nghe rõ. Em học trên điện thoại rất khó. Bây giờ có máy tính bảng con sẽ học dễ hơn. Đây là một sự động viên, sự chăm lo hết sức kịp thời trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, không thể đến trường của các em. Đợt này, Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo và các mạnh thường quân trao tặng 100 máy tính bảng, một máy tính xách tay cùng hàng ngàn quyển tập và nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Quà tặng là sự tiếp sức kịp thời để các em học sinh có điều kiện thuận lợi hơn trong năm học trực tuyến, đặc biệt giữa đại dịch. Trong 3 ngày qua, tại Nghệ An đã có mưa to, mực nước các sông suối hồ đập dâng cao, lũ thượng nguồn đổ về cộng với một số nhà máy thủy điện thủy lợi xả lũ đã làm cho nhiều khu vực dân cư đồng ruộng bị ngập sâu, gây nhiều thiệt hại cho người dân của các địa phương. Ngày hôm nay, thì sau khi thời tiết tạnh ráo, nước rút, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát thực hiện lại các giải pháp khắc phục kịp thời thiệt hại, hư hỏng do thiên tai, ưu tiên trước mắt là khôi phục lại tuyến đường giao thông, sản xuất nông nghiệp, công trình trường học, trạm y tế, nước sạch, phục vụ sản xuất sinh hoạt cho người dân. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với Đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu gỗ, đá quý hiếm với tổng trị giá trên 29 tỷ đồng. Tại cửa khẩu quốc tế La Lây, các lực lượng đã phối hợp kiểm tra 7 xe container của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu An Trần, địa chỉ tại tỉnh Quảng Trị, đã vận chuyển gần 450 mét khối gỗ các loại và gần 11.000 kg đá phấn quý hiếm, trị giá ước tính ban đầu trên 29 tỷ đồng từ Lào vào Việt Nam, trong đó đã phát hiện khai báo gian lận vượt 84 mét khối gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa và hơn 77 mét khối gỗ quý hiếm, gồm gỗ cẩm lai, gỗ chắc, trị giá hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong các container, lực lượng chức năng phát hiện ra gần 11.000 kg đá phấn không có tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trị giá ước tính ban đầu gần 6 tỷ đồng. Đáng chú ý là thủ đoạn hoạt động vận chuyển rất tinh vi. Các đối tượng đã thiết kế gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên xe ô tô, kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng nhất để trà trộn cất giấu hàng hóa. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp mở rộng. Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam, Campuchia và Lào. Ba nhà lãnh đạo của ba đảng đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp, thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác đảng, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ba nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua, thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, cùng nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa ba đảng, ba nước. Ba nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện nay và tiếp tục trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Vào buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen đến chào xã giao nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tại buổi tiếp Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ vui mừng gặp nhau và đã trao đổi về tình hình của mỗi nước, trong đó có việc phục hồi phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện nay và tiếp tục trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
Tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua giữa hai nước và thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19, cùng nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa hai chính phủ và hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai nước trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng bền chặt, cùng nhau hội nhập thành công với khu vực và quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 26 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Trên tinh thần càng khó khăn, càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng phải đoàn kết, càng dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhau để vượt qua khó khăn, thách thức. Hội nghị được tổ chức để Chính phủ tiếp tục lắng nghe những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đã chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời cũng phản ánh và đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị như tiếp tục đẩy mạnh ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động trong doanh nghiệp và cho phép người lao động an toàn dịch bệnh được đi về giữa nơi làm việc và nơi ở, tháo gỡ rào cản làm ách tắc lưu chuyển hàng hóa giữa các địa phương, công nhận kết quả xét nghiệm kiểm dịch một lần, cách ly một lần đối với người di chuyển giữa các địa phương, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ, tiếp tục có chính sách hỗ trợ về vốn, thuế và phí. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành phải thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ và việc kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào các địa phương là biện pháp cần thiết. Tuy nhiên thì nhiều địa phương thực hiện việc kiểm soát quá gắt với việc đưa ra các quy định trái với chỉ đạo của các bộ ngành và cả Chính phủ đã làm cản trở việc lưu thông hàng hóa và gây ra nhiều hệ lụy cả về kinh tế và xã hội. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ ra 8 địa phương: Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hải Dương, Bạc Liêu, Kon Tum đã tự ý ban hành giấy phép con, làm khó lưu thông hàng hóa trái với chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, Quảng Ninh và Hưng Yên yêu cầu lái xe vận tải phải tiêm 2 mũi vaccine mới được vào tỉnh. Hải Dương đóng quốc lộ 38 do liền kề với huyện Lương Tài, Bắc Ninh, nơi đang áp dụng chỉ thị 16. Kon Tum và thành phố Cần Thơ yêu cầu các doanh nghiệp phải đăng ký trước và phải giao xe cho lái xe khác đưa xe vào thành phố, chuyển hàng sang xe khác khi vào tỉnh. Hay Bà Rịa, Vũng Tàu và An Giang lại yêu cầu test nhanh tại chỗ tất cả các trường hợp qua chốt kiểm soát dịch, kể cả trường hợp có giấy test nhanh đang còn hiệu lực. Có những tỉnh một ngày ra đến 2 văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch, làm không đồng bộ, không thống nhất với cái chỉ đạo của Chính phủ cũng như các bộ ngành. Nói chung với những cái quy định như vậy thì có nghĩa rằng đồng nghĩa là hoạt động vận tải đường bộ là sẽ bị ách tắc. Địa phương cũng cân nhắc đến những cái quy định chung của Chính phủ cũng như là của ngành y tế. Những quy định quá gắt theo kiểu bế quan tỏa cảng mỗi nơi một kiểu, vô hình chung đã đẩy giá cả hàng hóa leo thang vì khan hiếm, trong khi hàng nghìn tấn nông sản, gia súc, gia cầm của bà con vùng sản xuất lại đang rất cần tiêu thụ. Thực hiện những cái cách làm như vậy đấy thì có thể là cái phần mà lợi ích mang lại đấy nó chỉ rất nhỏ thôi, nhưng mà cái tác hại nó sẽ rất lớn, và nếu như thực hiện cái đó lâu dài ấy, thì là kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước thực tế này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã phải ban hành công điện khẩn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, bãi bỏ các văn bản trái với chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt. Chúng tôi đã có những cái văn bản quy định gửi đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nơi mà những cái địa phương có những quy định riêng này gây khó cho doanh nghiệp. Và về cơ bản thì các địa phương đều điều chỉnh để tổ chức vận tải và phục vụ cho cái công tác vận chuyển hàng hóa một cách phù hợp, hiệu quả. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm tổ trưởng. Với sự vào cuộc quyết liệt này, hy vọng những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân sẽ được tháo gỡ kịp thời.
Trong ngày 26 tháng 9, trong cả nước có tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi là 11.477 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là 527.926 ca. Và có 16 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Tính đến thời điểm hiện nay thì cả nước đã thực hiện tiêm gần 38,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cũng trong ngày hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong được ghi nhận trong ngày hôm nay là 184 ca. Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong ngày 26 tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục phát hiện thêm 3.332 ca mắc COVID-19 mới. Như vậy là tính từ đợt dịch thứ tư cho đến nay, Bình Dương đã có hơn 200.000 ca mắc COVID-19. Là vùng dịch đứng thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn tỉnh đã thiết lập được 73 xã phường vùng xanh trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên vẫn còn 6 xã phường nguy cơ rất cao, vùng đỏ và một số xã phường vùng cam, vùng vàng. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, thời gian tới thì ngành y tế tiếp tục chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn dân ở các khu vực vùng đỏ để phát hiện sớm các F0, đồng thời triển khai tiêm vaccine cho toàn dân đủ điều kiện đi lại, làm ăn, khôi phục kinh tế xã hội, trở lại sản xuất tại các khu công nghiệp trong điều kiện bình thường mới. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 26 tháng 9 thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế sẽ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Để phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng cho phép áp dụng chỉ thị riêng mở cửa nền kinh tế phù hợp với điều kiện của mình. Hiện chỉ thị mới này mới chỉ là dự thảo, thành phố sẽ thông tin sớm, kịp thời đến người dân khi ban hành chính thức, dự kiến công bố trước ngày 1 tháng 10. Cùng với việc ban hành chỉ thị mới về phòng chống dịch theo chủ trương sống trong môi trường có COVID-19 và an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thay đổi cách kiểm soát việc người dân ra đường. Xây dựng những cái phương án tổ chức giao thông, thứ nhất là tổ chức giao thông trong nội bộ thành phố, và thứ hai là tổ chức giao thông liên vùng, tức là từ các tỉnh đi đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Thì trong đó có các nội dung liên quan đến vận chuyển công nhân rồi đã về quê trước đây, và những cái học sinh đã về quê về thăm ông bà và về quê nghỉ, quay lại để học tập. Từ nay đến 30 tháng 9, thành phố cũng sẽ tháo gỡ bớt các chốt chặn, hàng rào ở các con hẻm, khu dân cư, các tuyến đường không phải trục chính. Việc tháo gỡ rào chắn được nhận định không chỉ tạo ra sự thông thoáng, bớt chướng ngại vật không cần thiết trên đường phố, mà còn giảm tâm lý nặng nề cho người dân thành phố. Thưa quý vị, tại cuộc họp vào chiều ngày 26 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống khai báo cho người dân ra vào thành phố thông qua mã QR, sao cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nhưng mà vẫn đảm bảo được công tác giám sát, truy vết để phòng chống dịch bệnh. Sau thời gian nỗ lực khống chế dịch bệnh, đến nay thành phố Đà Nẵng đã có thêm quận Thanh Khê là quận thứ 3 được công nhận là quận xanh an toàn. Tuy nhiên, theo đánh giá tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch khi sắp tới sẽ có lượng lớn người dân từ các địa phương khác ra vào thành phố. Để chuẩn bị cho việc mở lại một số hoạt động và tạo điều kiện cho người dân ra vào thành phố, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cũng như các quận huyện sẵn sàng các phương án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát tại những nơi tập trung đông người, nhất là các cửa ngõ ra vào thành phố. Các cơ sở kinh doanh sản xuất cần chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, phương án kiểm soát người ra vào đơn vị cơ sở bằng mã QR để sẵn sàng áp dụng khi có quyết định mở lại một số hoạt động trong thời gian tới. Thành phố cũng xem xét sớm đưa các chợ truyền thống, chợ đầu mối và âu thuyền cảng cá Thọ Quang hoạt động trở lại. Theo báo cáo, trong ngày 26 tháng 9, Đà Nẵng ghi nhận 8 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca chưa cách ly. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời phương án sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo kế hoạch từng bước phục hồi kinh tế xã hội mà tỉnh đã ban hành vào ngày 15 tháng 9. Theo đó, thì với doanh nghiệp không có F0 trong 14 ngày khi hoạt động phải đề ra phương án sản xuất kinh doanh, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch. Các doanh nghiệp ba tại chỗ không tự ý cho công nhân trở về địa phương hoặc là đón người lao động vào doanh nghiệp khi chưa được sự đồng ý của ngành chức năng. Người lao động tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp phải ở vùng xanh, được tiêm ít nhất là một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh trong vòng 180 ngày. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức đưa đón, người lao động phải đăng ký phương tiện đưa đón. Nếu lao động đi về hàng ngày bằng phương tiện cá nhân thì doanh nghiệp phải làm việc với chính quyền địa phương để làm giấy xác nhận như là giấy đi đường.
Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa thống nhất việc không tổ chức lễ hội Óc Bom Bóc Đua Ghe Ngò năm 2021. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong khu vực. Tình trạng người dân ở các địa bàn vùng dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân, không qua chốt kiểm soát, không khai báo y tế ngày càng nhiều, nguy cơ làm dịch bệnh xâm nhập lây lan trong cộng đồng. Do vậy, thì để giữ vững thành quả phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, tỉnh sẽ không tổ chức lễ hội như mọi năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chương trình văn nghệ phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, truyền hình trực tiếp phục dựng lễ hội cúng trăng phục vụ đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh nói chung trong dịp lễ hội Óc Bom Bóc Đua Ghe Ngò. Và quá trình thực hiện phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong chiều nay, đoàn công tác của tỉnh An Giang đón 233 công dân An Giang đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Đồng Nai, Long An và Bình Dương trở về quê theo nguyện vọng thì đã về tới An Giang và được cách ly tập trung tại huyện Thoại Sơn. Số công dân được đón về quê trong đợt này thuộc nhóm đối tượng ưu tiên gồm có phụ nữ mang thai từ 7 tháng trở lên và người già từ 65 tuổi trở lên có bệnh lý nền. Đây là những công dân của tỉnh An Giang đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được tỉnh tổ chức đón về theo nguyện vọng đã đăng ký và có xác nhận của chính quyền địa phương. Các công dân trước khi lên xe đã được xét nghiệm PCR và test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đến sai phạm trong việc mua chế phẩm redoxy 3C xử lý ô nhiễm nước hồ. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, gồm Nguyễn Đức Trung là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic. Viện Kiểm sát xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Trung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng. Sau 2 ngày xét xử, vào ngày 26 tháng 9, thì Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên án sơ thẩm đối với 18 bị cáo trong vụ lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018. Bị cáo Vũ Thị Thái Hòa, chuyên viên phòng tổ chức công chức viên chức Sở Nội vụ Phú Yên, bị tuyên phạt mức án cao nhất là 8 năm 6 tháng tù cho hai tội là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lê Tuấn là trưởng phòng tổ chức công chức viên chức Sở Nội vụ bị tuyên 3 năm 6 tháng tù cho hai tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Phạm Văn Dũng, phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên, phó chủ tịch hội đồng thi, trưởng ban ra đề thi bị tuyên 2 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Bị cáo Nguyễn Ngọc Kim, nhân viên hợp đồng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên bị phạt 1 năm 3 tháng tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 1 đến 2 năm tù, trong đó có 7 người cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn về việc yêu cầu kiểm tra xử lý nội dung báo chí phản ánh, Hạt Kiểm Lâm thị xã Đức Phổ đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong và đã có báo cáo giải trình cụ thể về vụ việc này. Báo cáo nêu rõ tổng số cây rừng bị cưa hạ là 42 cây, tổng khối lượng gỗ tròn bị thiệt hại ước tính hơn 14,7 mét khối. Khối lượng gỗ tròn đã vận chuyển ra khỏi hiện trường khoảng hơn 6,8 mét khối. Đáng chú ý, số liệu từ báo cáo chênh lệch khá nhiều so với báo cáo kiểm lâm xã địa bàn. So với báo cáo do kiểm lâm địa bàn xã Phổ Phong và báo cáo do Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ lập ngày 13 tháng 9, cụ thể, số cây rừng bị cưa hạ tăng 2 cây và khối lượng gỗ tăng hơn 7 lần. Nhiều cây có đường kính gốc bị cưa rất lớn. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi lại một mực khẳng định, từ ngày 17 tháng 6 năm 2021 đến nay, địa bàn xã Phổ Phong không hề xảy ra vụ phá rừng nào mới. Ngày 17 tháng 6 thì Hạt Kiểm Lâm cùng với xã đã phát hiện cái vụ này và đến nay là không có cái dấu mới. Giữa gốc đếm cũ và mới đó thì nó có trên cái số mà các anh kiểm tra. Thì tôi yêu cầu là Hạt Kiểm Lâm thị xã chỉ đạo Kiểm Lâm địa bàn là kiểm tra lại.
Đáng chú ý hơn, kết luận có hơn 6,8 mét khối gỗ đã vận chuyển ra khỏi địa bàn của báo cáo 310 lại khá mâu thuẫn với một số thông tin khác trong chính báo cáo này. Bởi ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hạt Kiểm Lâm thị xã Đức Phổ đã tiến hành kiểm tra lại hai cơ sở mua bán chế biến kinh doanh lâm sản, ra soát lại toàn bộ các cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn xã để truy tìm cây dầu rái nhưng không phát hiện. Đồng thời khi làm việc với Hạt Kiểm Lâm thị xã Đức Phổ, các chủ rừng liền kề khu vực phòng hộ bị phá, khai báo họ không có thông tin gì về các đối tượng tham gia thực hiện hành vi mở đường trái phép vào cưa hạ cây trong rừng phòng hộ. Và đến nay, Hạt vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cần kịp thời vào cuộc, điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng cá nhân có liên quan trong vụ phá rừng, không để rừng phòng hộ tiếp tục bị chảy máu. Thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm nay 26 tháng 9, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số là 821T, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy ketamin và ma túy tổng hợp MDMA. Đối tượng bị bắt là Phùng Ổng Lều, sinh năm 1998, trú tại tỉnh Lào Cai, thu giữ 50 viên nén hình viên kim cương màu xanh là ma túy MDMA, được cất giấu và ngụy trang tinh vi dưới đáy thùng xốp đựng hoa quả. Và tiếp tục mở rộng điều tra thì lực lượng chức năng đã bắt đối tượng Nông Thị Điện, sinh năm 1971, thu giữ 84 viên nén hình kim cương màu xanh, 17 túi ma túy ketamin màu trắng và một túi to ma túy ketamin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều nơi ở của các đối tượng thì đã phát hiện nhiều vật chứng tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm phạm tội của nhóm đối tượng. Trước đó thì qua theo dõi điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một số đối tượng hoạt động tàng trữ vận chuyển ma túy rất tinh vi và liều lĩnh. Sau một thời gian dài theo dõi phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này thì đã xác định được ma túy được vận chuyển từ các tỉnh thành như là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương về thành phố Lào Cai thông qua gửi các chuyến xe luồng xanh chở hàng hóa. Và ma túy được cất giấu tinh vi, ngụy trang kín đáo bằng những thùng bìa các tông, thùng xốp đựng hoa quả, bánh kẹo ở trên. Và hiện thì Công an thành phố Lào Cai đã triệu tập 6 đối tượng có liên quan để làm việc, để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án cũng như là xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to kèm theo dông lốc đã làm thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân ở một số địa phương. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng đoàn thể để giúp nhân dân khôi phục nhà cũng như là đảm bảo ổn định cuộc sống. Mưa lớn đã làm sạt lở núi ở khu vực huyện Hương Sơn, hàng ngàn khối đất đá tràn lấp kín quốc lộ 8A làm ách tắc đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện máy móc gạt bỏ đất đá tạm thời thông xe đường lên cửa khẩu. Đến chiều ngày hôm nay 26 tháng 9 thì đường đi đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã cơ bản được thông đường. Hiện tại thì mưa đã tạnh, nước sông ngàn sâu ngàn phố rút rất chậm, nhân dân chủ động thau chùi nhà cửa bị ngập nước, chính quyền làm biển cảnh báo ở nhiều đoạn đường ngập sâu và sạt lở. Cùng với đó thì các biện pháp bảo vệ môi trường tránh. Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị, vụ sạt lở đất vào giữa đêm khuya làm sập tường nhà và một trẻ em phải nhập viện tại Hà Tĩnh vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho sự nguy hiểm mà mưa lớn kéo dài có thể gây ra. Và trong ngày hôm qua, dự báo ở Bắc Trung Bộ, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến là từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa đã kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ về sạt lở lũ quét vẫn luôn thường trực. Quý vị không nên chủ quan khi thấy các hiện tượng như mưa nhiều ngày, mưa lớn, có vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông suối từ trong chuyển thành nước đục, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, có âm thanh lạ trong lòng đất. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin khái quát về tình hình thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay. Tại Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Hòa Bình, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Đồng Bằng, đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông vài nơi,
Riêng phía Nam, đêm mai thì có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, trời có mây, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Còn tại Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tại biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trên mưa và có gió nhẹ. Sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục bản tin với những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong văn bản kiến nghị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi kiến nghị Thủ tướng cho phép Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Thành phố sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị người đứng đầu chính phủ quan tâm ưu tiên vaccine cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn. Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn tạm thời các tiêu chí, điều kiện y tế thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19. Trong đó, cùng với các tiêu chí đáp ứng về vaccine, ngành y tế mà trực tiếp là các đơn vị khám chữa bệnh cần sẵn sàng giường để hồi sức tích cực, trang thiết bị y tế cũng như hệ thống cung cấp oxy. Một trong những chỉ số mà nhiều chuyên gia nhìn nhận Thành phố Hồ Chí Minh rất khó đạt bao gồm ít nhất 80% trên người 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn có oxy y tế và toàn bộ các phường, xã, thị trấn có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Ghi nhận vào sáng ngày 26 tháng 9, nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng khi Thành phố Hồ Chí Minh thông tin sẽ tháo bớt các chốt chặn hẻm, khu dân cư cũng như các tuyến đường không phải trục chính. Tôi mừng lắm, hơn 100 ngày qua, mọi sinh hoạt đều gói gọn trong con hẻm nhỏ, giao nhận hàng thông qua hàng rào cảm thấy rất tù túng khó chịu. Nghe tin này, thật sự mừng, không chỉ là tháo gỡ các rào chắn chướng ngại mà còn tháo luôn được tâm lý nặng nề của người dân chúng tôi khi hiện tại việc chống dịch của thành phố đã có kết quả tốt hơn. Chị Ái Ly, ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức chia sẻ. Tuy nhiên, việc tháo bớt các rào chắn vẫn đang được triển khai dần dần. Nhiều chốt chặn vẫn duy trì trong sáng ngày 26 tháng 9. Các chốt kiểm soát vẫn kiểm tra. Người đi ra đường vẫn là lực lượng tuyến đầu, shipper, đi tiêm vaccine hoặc có giấy đi đường. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chốt khu vực trung tâm và vùng ven thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động bình thường. Lực lượng chức năng vẫn kiểm soát thông qua quét mã QR, di chuyển nội địa và giấy đi đường. Lượng người ra đường đông đúc vì có nhiều ngành nghề mới được phép hoạt động. Tại chốt đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, do là trục đường chính nên lượng xe qua đây dày. Có nhiều lúc, lực lượng chức năng không kịp quét mã QR và kiểm tra giấy đi đường nên xả. Theo một cán bộ tại chốt, đa số người dân ra đường đông do trong đợt tiêm vaccine, lượng shipper qua chốt là đông nhất. Chốt tại đường Đỗ Xuân Hợp, Thủ Đức vẫn yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường và quét mã QR khai báo di chuyển nội địa. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, theo đánh giá mới nhất của Sở Y tế Đồng Nai, nếu tính theo quy mô, xã phường, toàn tỉnh có 112 vùng xanh, 58 vùng đỏ, cam vàng. Nếu tính theo ấp, khu phố thì Đồng Nai có 708 vùng xanh, 115 vùng vàng, 62 vùng cam và 44 vùng đỏ. Đề xuất trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện vùng xanh tăng lên, các địa phương thực hiện tốt công tác xét nghiệm tầm soát diện rộng. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine cơ bản đáp ứng. Vì vậy, nới lỏng giãn cách, mở rộng vùng xanh từng bước khôi phục kinh tế. Xem xét quyết định thực hiện việc xác định vùng xanh theo nguyên tắc nhỏ nhất có thể. Tỉnh kiến nghị cập nhật kịp thời kết quả tiêm chủng trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, đảm bảo việc tiêm tới đâu, nhập thông tin dữ liệu đến đó để tiến tới việc áp dụng chính sách giấy thông hành vaccine và công dân vaccine trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hoàng nói thêm, về chủ trương nâng cao trạm y tế xã phường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng là hết sức quan trọng vì sẽ giúp người dân điều trị những bệnh thông thường mà không cần đến bệnh viện, giúp người dân có triệu chứng dương tính COVID-19.
đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh về nhân lực, thiết bị cơ sở vật chất. Ông Lĩnh yêu cầu Sở Y tế và Hội đồng Nhân dân giám sát chủ trương nâng cao trạm y tế xã phường. Trạm y tế xã phường là do cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm, phải lo trạm y tế xã phường không đạt yêu cầu thì bí thư, chủ tịch xã phường phải chịu trách nhiệm với cấp trên. Tiếp theo là bí thư, chủ tịch cấp huyện, thành phố. Nếu bí thư huyện, thành phố lo không nổi thì kêu lên bí thư, chủ tịch tỉnh lo. Cả hệ thống cùng lo việc này một cách nhanh nhất, ông Lĩnh nhấn mạnh. Về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa qua, bí thư tỉnh ủy cho biết, toàn tỉnh có 3,2 triệu, trong đó có 1,2 triệu người là công nhân. Tuy nhiên đến nay, Đồng Nai mới hỗ trợ cho 260.000 công nhân, người lao động theo nghị quyết 68. Dịch giã cả xã hội ngừng trệ mà chúng ta mới giúp 260.000 người, trong khi chúng ta có 1,2 triệu công nhân lao động. Chưa nói lao động tự do, lao động nông nghiệp thì con số này là quá ít, ông Lĩnh nói. Ông Lĩnh cho rằng còn gần 1 triệu lao động chưa được hỗ trợ là con số quá lớn và không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều người kêu vẫn chưa được hưởng chính sách dù đúng đối tượng. Thậm chí có người phản ánh nộp đơn từ lâu nhưng chưa được xem xét cũng như chưa được trả lời. Do đó, Bí thư tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các cấp suy nghĩ, tăng cường xem xét, xét duyệt đối tượng được hưởng chế độ theo quy định. Người ta đúng đối tượng phải được hưởng, chúng ta phải thực hiện đúng quy định nhà nước cho người ta hưởng, không được phép ngăn chặn, không được phép chậm trễ. Nếu chậm trễ, ngăn chặn là có tội. Từng xã phường phải quán triệt tinh thần này để chúng ta xem xét một cách hết sức trách nhiệm, ông Lĩnh nhấn mạnh. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu các xã phường chuẩn bị ngay kế hoạch xây dựng ấp xanh, khu phố xanh. Vì dự kiến đến 30 tháng 9 này, tỉnh sẽ xác định vùng xanh theo mức độ nhỏ hơn, có thể xuống ấp, khu phố nên cần có sự chuẩn bị. Theo quy định mới của Đà Nẵng, người dân có nhu cầu rời khỏi địa bàn thì tự động tìm hiểu các biện pháp chống dịch của địa phương nơi đến. Trường hợp cần giấy xác nhận đang cư trú tại địa bàn không bị phong tỏa, cách ly y tế thì liên hệ xã phường để được xác nhận. Về không được, ở không xong. Ngày 25 tháng 9, anh Lê Minh Quân rời khỏi chốt kiểm soát ở Đà Nẵng để về quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thì bị chốt kiểm soát của Quảng Nam ở cách đó khoảng 1 km không cho qua. Dù anh có giấy xét nghiệm và giấy xác nhận ở khu vực vùng xanh của Đà Nẵng. Cán bộ chốt kiểm soát của tỉnh Quảng Nam buộc anh quay lại Đà Nẵng với lý do không được sự đồng ý tiếp nhận của phía Quảng Nam. Tôi thấy quy định hiện hành là người dân từ Đà Nẵng về thì Quảng Nam cách ly và tôi chấp nhận bị cách ly, nhưng chốt Quảng Nam không cho vào. Tôi bảo họ điện về xã, huyện xin giấy xác nhận tiếp nhận. Tôi điện cho cả chủ tịch xã lẫn phó chủ tịch huyện Thăng Bình thì các anh đều nói tỉnh chưa có hướng dẫn xác nhận này, anh Quân nói. Anh Phạm Vũ Công Hùng, quê xã Tiền Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, bị giữ lại tại chốt đã nhờ người thân liên hệ xã Tiền Mỹ để xin giấy tiếp nhận công dân thì xã này đồng ý. Sau khi người thân gửi bản chụp giấy xác nhận của xã Tiền Mỹ thì anh Hùng được qua chốt đi vào tỉnh Quảng Nam. Trong buổi sáng ngày 25 tháng 9, đã có nhiều trường hợp người dân gặp cảnh đi không được ở không xong khi bị chốt Quảng Nam từ chối cho vào. Một cán bộ công an ở chốt kiểm soát cửa ô Hòa Phước cho biết, sau khi cho người dân rời Đà Nẵng về quê thì nhiều người quay trở lại vì phía Quảng Nam không cho qua. Khi họ từ Quảng Nam quay đầu về lại thành phố thì chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp phòng dịch như người ngoại tỉnh vào Đà Nẵng để phòng tránh nguy cơ, cán bộ này nói. Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh có quy định người từ các khu vực có dịch COVID-19 đã tiêm 2 mũi vaccine thì phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, thay vì cách ly tập trung 14 ngày như trước đây. Riêng người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi thì vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày. Về việc những người dân về từ Đà Nẵng, ông Văn cho biết hiện tỉnh đã chỉ đạo sở nghiên cứu quy định mới sao cho phù hợp với thực tế tình hình dịch. Hiện nay, chúng tôi đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy định cách ly y tế, kể cả những người tiêm đủ hay chưa đủ mũi vaccine, vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ như thế nào, ông Văn nói. Trường hợp người Đà Nẵng đi ngang qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, ông Văn cho hay có thể đi bình thường theo đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, còn nếu theo quốc lộ 1 qua các chốt kiểm soát thì phải khai báo, cam kết đi thẳng không dừng đỗ. Vào Huế phải có lý do chính đáng. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mọi công dân có nhu cầu đều có thể về với điều kiện phải đăng ký trên hệ thống Huế S và được địa phương phê duyệt. Theo ông Bình, tỉnh vẫn hạn chế những người về từ vùng có dịch COVID-19. Tuy nhiên,
Nếu người về chứng minh được lý do chính đáng như mang thai, đau ốm, lo tăng ma, khi đăng ký trên phần mềm Huế S thì tỉnh vẫn duyệt cho vào địa bàn. Chúng tôi đã phê duyệt cho vào Huế nhiều trường hợp từ công vụ cho đến người bình thường có lý do chính đáng. Việc phê duyệt được vào hay không gần như rất nhanh, miễn là có lý do chính đáng và tuân thủ các quy định, ông Bình nói. Hiện nay, Thừa Thiên Huế yêu cầu người về từ vùng dịch nếu chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi phải cách ly tập trung 14 ngày. Nếu đã tiêm 2 mũi vaccine thì cách ly tập trung 7 ngày và sau đó tự cách ly tại nhà thêm 7 ngày nữa. Theo ông Bình, tỷ lệ người dân được tiêm chủng ở Thừa Thiên Huế còn thấp nên nguy cơ bùng phát dịch còn cao. Do vậy, biện pháp cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục giám sát y tế ở nhà 7 ngày là hợp lý trong thời điểm này. Cũng giống như các công dân từ nước ngoài trở về đã tiêm 2 mũi nhưng vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày, ông Bình giải thích. Cũng theo ông Bình, người dân muốn đi ngang tỉnh Thừa Thiên Huế để đến địa phương khác cũng cần đăng ký trên hệ thống phần mềm Huế S hoặc khai báo tại chốt kiểm soát y tế trên quốc lộ và phải cam kết không dừng lại trên đường, không tiếp xúc với ai dọc đường. Người đi từ thành phố Đà Nẵng về Quảng Trị bằng xe máy sẽ có xe trung chuyển chở người và xe đi từ hầm Hải Vân, huyện Phú Lộc đến chốt kiểm soát y tế phía bắc của tỉnh, huyện Phong Điền. Tối ngày 25 tháng 9, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1981, trú tại thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào sáng ngày 19 tháng 9, ông Nguyễn Hữu Dình, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Ngư Thủy, đến trạm y tế xã để kiểm tra việc sắp xếp, đón 4 công dân đi từ vùng dịch về cách ly tập trung. Trong khi ông Dình cùng mọi người đang kiểm tra, thì Nguyễn Quang Trung cầm dựa đến đe dọa, có lời nói lăng mạ, xúc phạm ông Dình với mục đích ngăn cản việc đưa người đi cách ly tập trung. Khi sự việc xảy ra, ông Hiến cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đến trạm y tế xã để kiểm tra. Tại đây xuất hiện một số trường hợp tập trung gây mất trật tự, phản đối việc chính quyền không đưa người về cách ly tại trạm y tế. Khi ông Hiến vào kiểm tra căn phòng dự kiến sẽ đưa người về cách ly tập trung, thì bị một số người xô đẩy, ngăn cản. Lúc này, Trung chạy đến và kéo tay, đẩy ông Hiến ra sân rồi đánh vào mặt. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hiến được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy điều trị. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành phải thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ và việc kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào các địa phương là biện pháp cần thiết. Tuy nhiên thì nhiều địa phương thực hiện việc kiểm soát quá gắt với việc đưa ra các quy định trái với chỉ đạo của các bộ ngành và cả Chính phủ đã làm cản trở việc lưu thông hàng hóa và gây ra nhiều hệ lụy cả về kinh tế và xã hội. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ ra 8 địa phương: Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hải Dương, Bạc Liêu, Kon Tum đã tự ý ban hành giấy phép con, làm khó lưu thông hàng hóa trái với chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, Quảng Ninh và Hưng Yên yêu cầu lái xe vận tải phải tiêm 2 mũi vaccine mới được vào tỉnh. Hải Dương đóng quốc lộ 38 do liền kề với huyện Lương Tài, Bắc Ninh, nơi đang áp dụng chỉ thị 16. Kon Tum và thành phố Cần Thơ yêu cầu các doanh nghiệp phải đăng ký trước và phải giao xe cho lái xe khác đưa xe vào thành phố, chuyển hàng sang xe khác khi vào tỉnh. Hay Bà Rịa, Vũng Tàu và An Giang lại yêu cầu test nhanh tại chỗ tất cả các trường hợp qua chốt kiểm soát dịch, kể cả trường hợp có giấy test nhanh đang còn hiệu lực. Có những tỉnh một ngày ra đến 2 văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch, làm không đồng bộ, không thống nhất với cái chỉ đạo của Chính phủ cũng như các bộ ngành. Nói chung với những cái quy định như vậy thì có nghĩa rằng đồng nghĩa là hoạt động vận tải đường bộ là sẽ bị ách tắc. Địa phương cũng cân nhắc đến những cái quy định chung của Chính phủ cũng như là của ngành y tế. Những quy định quá gắt theo kiểu bế quan tỏa cảng mỗi nơi một kiểu, vô hình chung đã đẩy giá cả hàng hóa leo thang vì khan hiếm, trong khi hàng nghìn tấn nông sản, gia súc, gia cầm của bà con vùng sản xuất lại đang rất cần tiêu thụ. Thực hiện những cái cách làm như vậy đấy thì có thể là cái phần mà lợi ích mang lại đấy nó chỉ rất nhỏ thôi, nhưng mà cái tác hại nó sẽ rất lớn, và nếu như thực hiện cái đó lâu dài ấy, thì là kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước thực tế này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã phải ban hành công điện khẩn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, bãi bỏ các văn bản trái với chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt. Chúng tôi đã có những cái văn bản quy định gửi đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nơi mà những cái địa phương mà có những quy định riêng này gây khó cho doanh nghiệp. Và về cơ bản thì các địa phương đều điều chỉnh để
tổ chức vận tải và phục vụ cho cái công tác vận chuyển hàng hóa một cách phù hợp, hiệu quả. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm tổ trưởng. Với sự vào cuộc quyết liệt này, hy vọng những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân sẽ được tháo gỡ kịp thời. Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong ngày 26 tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục phát hiện thêm 3.332 ca mắc COVID-19 mới. Như vậy là tính từ đợt dịch thứ tư cho đến nay, Bình Dương đã có hơn 200.000 ca mắc COVID-19. Là vùng dịch đứng thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn tỉnh đã thiết lập được 73 xã phường vùng xanh trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên vẫn còn 6 xã phường nguy cơ rất cao, vùng đỏ và một số xã phường vùng cam, vùng vàng. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, thời gian tới thì ngành y tế tiếp tục chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn dân ở các khu vực vùng đỏ để phát hiện sớm các F0, đồng thời triển khai tiêm vaccine cho toàn dân, đủ điều kiện đi lại, làm ăn, khôi phục kinh tế xã hội, trở lại sản xuất tại các khu công nghiệp trong điều kiện bình thường mới. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 26 tháng 9 thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế sẽ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Để phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng cho phép áp dụng chỉ thị riêng mở cửa nền kinh tế phù hợp với điều kiện của mình. Hiện chỉ thị mới này mới chỉ là dự thảo, thành phố sẽ thông tin sớm, kịp thời đến người dân khi ban hành chính thức, dự kiến công bố trước ngày 1 tháng 10. Cùng với việc ban hành chỉ thị mới về phòng chống dịch theo chủ trương sống trong môi trường có COVID-19 và an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thay đổi cách kiểm soát việc người dân ra đường. Xây dựng những cái phương án tổ chức giao thông, thứ nhất là tổ chức giao thông trong nội bộ thành phố, và thứ hai là tổ chức giao thông liên vùng, tức là từ các tỉnh đi đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Thì trong đó có các nội dung liên quan đến vận chuyển công nhân rồi đã về quê trước đây, và những cái học sinh đã về quê, về thăm ông bà và về quê nghỉ, quay lại để học tập. Từ nay đến 30 tháng 9, thành phố cũng sẽ tháo gỡ bớt các chốt chặn, hàng rào ở các con hẻm, khu dân cư, các tuyến đường không phải trục chính. Việc tháo gỡ rào chắn được nhận định không chỉ tạo ra sự thông thoáng, bớt chướng ngại vật không cần thiết trên đường phố, mà còn giảm tâm lý nặng nề cho người dân thành phố. Thưa quý vị, tại cuộc họp vào chiều ngày 26 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống khai báo cho người dân ra vào thành phố thông qua mã QR, sao cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nhưng mà vẫn đảm bảo được công tác giám sát, truy vết để phòng chống dịch bệnh. Sau thời gian nỗ lực khống chế dịch bệnh, đến nay thành phố Đà Nẵng đã có thêm quận Thanh Khê là quận thứ 3 được công nhận là quận xanh an toàn. Tuy nhiên, theo đánh giá tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch khi sắp tới sẽ có lượng lớn người dân từ các địa phương khác ra vào thành phố. Để chuẩn bị cho việc mở lại một số hoạt động và tạo điều kiện cho người dân ra vào thành phố, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cũng như các quận huyện sẵn sàng các phương án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát tại những nơi tập trung đông người, nhất là các cửa ngõ ra vào thành phố. Các cơ sở kinh doanh, sản xuất cần chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, phương án kiểm soát người ra vào đơn vị, cơ sở bằng mã QR để sẵn sàng áp dụng khi có quyết định mở lại một số hoạt động trong thời gian tới. Thành phố cũng xem xét sớm đưa các chợ truyền thống, chợ đầu mối và âu thuyền cảng cá Thọ Quang hoạt động trở lại. Theo báo cáo, trong ngày 26 tháng 9, Đà Nẵng ghi nhận 8 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca chưa cách ly. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo kế hoạch từng bước phục hồi kinh tế xã hội mà tỉnh đã ban hành vào ngày 15 tháng 9. Theo đó, thì với doanh nghiệp không có F0 trong 14 ngày khi hoạt động phải đề ra phương án sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch. Các doanh nghiệp ba tại chỗ không tự ý cho công nhân trở về địa phương hoặc là đón người lao động vào doanh nghiệp khi chưa được sự đồng ý của ngành chức năng. Người lao động tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp phải ở vùng xanh, được tiêm ít nhất là một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh trong vòng 180 ngày. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức đưa đón, người lao động phải đăng ký phương tiện đưa đón. Nếu lao động đi về hàng ngày bằng phương tiện cá nhân thì doanh nghiệp phải làm việc với chính quyền địa phương để làm giấy xác nhận như là giấy đi đường. Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa thống nhất việc không tổ chức lễ hội Ốc Bom Bóc Đua Ghe Ngò năm 2021.
Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong khu vực. Tình trạng người dân ở các địa bàn vùng dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân, không qua chốt kiểm soát, không khai báo y tế ngày càng nhiều, nguy cơ làm dịch bệnh xâm nhập lây lan trong cộng đồng. Do vậy thì để giữ vững thành quả phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, tỉnh sẽ không tổ chức lễ hội như mọi năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chương trình văn nghệ phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, truyền hình trực tiếp phục dựng lễ hội cúng trăng phục vụ đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh nói chung trong dịp lễ hội Ốc Ong Bóc Đùa Ghe Ngò. Và quá trình thực hiện phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Với điều kiện đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine cho hơn 95% số người trên 18 tuổi. Đánh giá cơ bản kiểm soát COVID-19, tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch xin thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine vào tháng 11 năm nay. Cụ thể, khách đáp ứng yêu cầu có hộ chiếu vaccine, mũi 2 đã qua 14 ngày, người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, người dưới 18 tuổi có chứng nhận âm tính nCoV trong vòng 48 giờ trước khi xuất cảnh. Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt từ ngày 1 tháng 10 theo nhiều giai đoạn. Ở phía Bắc, dự kiến chạy lại hàng ngày các đôi tàu khách tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng. Riêng tuyến Hà Nội-Hải Phòng dự kiến chạy thêm tàu dịp cuối tuần. Ở phía Nam, dự kiến chạy lại đôi tàu khách thống nhất giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Theo đề xuất của Bộ Y tế, địa phương được coi là thích ứng an toàn dịch bệnh khi có ít nhất 80% dân số trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Tất cả trạm y tế xã, phường, thị trấn có oxy y tế và có kế hoạch lập trạm y tế lưu động cũng như tổ chăm sóc người bệnh COVID-19. Các tỉnh thành có kế hoạch lập cơ sở điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, đảm bảo tối thiểu 2% số giường hồi sức cấp cứu trên tổng ca bệnh dự báo cao nhất. Bắt đầu bước vào những ngày tháng cuối năm, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gồng mình duy trì hoạt động để kịp đáp ứng các đơn hàng trong giai đoạn cao điểm như hiện nay. Đặc biệt đối với các đơn vị sản xuất trong ngành tơ lụa, nông sản thực phẩm. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại Lâm Đồng. Những tháng cuối năm là thời điểm bắt đầu vào cao điểm cho thị trường xuất khẩu của ngành ươm tơ dệt lụa ở thủ phủ Tơ Tằm Bảo Lộc. Mặc dù trong nhiều ngày qua phố núi này không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhưng quy định bắt buộc về phòng chống dịch COVID-19 của địa phương như thực hiện phương án 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến từ giữa tháng 8 đến nay đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp. Tất nhiên là nó cũng hơi bất lợi, tại vì về vấn đề gia đình, về vấn đề này nọ nó cũng có nhiều bất lợi, nhưng mà thôi, vì công ty, vì cái cuộc sống, vì công việc thì mình phải cố gắng. Tôi có đề nghị với địa phương là nếu người lao động của chúng tôi ở trong ba cái vùng xanh thứ nhất là khu dân cư là một vùng xanh. Cái thứ hai là từ khu dân cư đến công ty là cung đường xanh. Cái thứ ba là nhà máy của chúng tôi là xanh thì cho chúng tôi hoạt động. Nhưng mà địa phương yêu cầu chúng tôi ba tại chỗ thì chúng tôi phải làm và chấp hành tốt cái chủ trương này. Dù không bắt buộc phải thực hiện ba tại chỗ như ở thành phố Bảo Lộc, nhiều doanh nghiệp khác ở Lâm Đồng cũng phải duy trì hoạt động đi đôi với việc thực hiện các phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất. Khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn công nhân, người lao động vẫn chưa được tiêm vaccine. Công việc để đảm bảo cái cuộc sống hàng ngày á, cho nên là vẫn phải duy trì, nhưng mà hiện tại bây giờ là bọn em đang chưa được tiêm vaccine nên cũng rất là lo lắng, tại vì công ty của em là rất là khá đông. Cho nên là nếu như mà chỉ cần một bạn nào đó hoặc một người nào đó mà bị nhiễm bệnh á, thì khả năng là nguy cơ bọn em sẽ bị nhiễm bệnh rất là cao ạ. Để đảm bảo duy trì hoạt động, các công ty phải áp dụng nhiều giải pháp phòng chống dịch như tổ chức test COVID-19 cho công nhân mỗi tuần, siết chặt quản lý đội ngũ lái xe chở hàng thực hiện khai báo y tế, khiến chi phí vận hành tăng cao từ 20 đến 30%. Vấn đề khó khăn nhất của Lâm Đồng là hiện nay là cái vấn đề mà phân bổ vaccine về cho Lâm Đồng hiện nay còn rất là ít, vì vậy là chưa đủ để phụ cho tất cả những quyết định, những đối tượng ưu tiên theo quyết định 21. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tỉnh cũng mới chỉ tiêm phủ một mũi vaccine cho khoảng 6.000 công nhân tại hai khu công nghiệp lớn nhất của địa phương, trong khi số lượng lao động ở các doanh nghiệp đơn vị bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều lần
và cũng đang rất mong được tiêm vaccine để đảm bảo sản xuất an toàn trong mùa vụ cuối năm. Doanh nghiệp thì nỗ lực duy trì hoạt động, còn những lực lượng hỗ trợ chống dịch thì cũng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình. Những ngày thực hiện nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch là trải nghiệm thực tế quan trọng với các học viên của trường Sĩ quan Lục quân 2. Kiến thức từ nhà trường cùng kinh nghiệm thực tiễn trong điều kiện khó khăn thử thách sẽ là hành trang quý để những người lính trẻ thêm bản lĩnh và thêm kỹ năng cho quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ sau khi ra trường. Nhà neo người, địa phương lại đang thực hiện giãn cách xã hội. Việc thu hoạch lúa của gia đình ông Huỳnh Văn Hiểu cũng như nhiều nông dân ở xã An Lộc, huyện Bình Chánh gặp khó khăn khi mùa mưa đến. Bởi nếu không kịp thu hoạch, lúa sẽ mọc mầm, gây thiệt hại lớn. Sau những giờ tuần tra trực chốt, các học viên trường sĩ quan Lục quân 2 lại cùng với lực lượng dân quân địa phương xuống đồng gặt lúa giúp dân. Dân đang cần thì lực lượng đội tới hỗ trợ thì riêng tôi thì thật cảm ơn rất nhiều và tôi xúc động. Nói chung là không biết nói như thế nào nhưng mà nhờ mấy anh mới lực lượng quân đội tới mới thu hoạch được chứ không nói thiệt mình tôi một hai người nhà đám núi. Chúng tôi luôn nhận được sự yêu mến của người dân làm tăng tinh thần đoàn kết quân dân, đồng thời rèn luyện cho chính chúng tôi tính cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, không lơ là chủ quan trước dịch bệnh, đồng thời tích lũy những kinh nghiệm bổ ích phục vụ cho quá trình học tập và công tác sau này. Hỗ trợ lực lượng y tế xét nghiệm nhanh, đưa thuốc cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Những công việc ban đầu cũng đã gây khó khăn cho các học viên trẻ. Nhưng giờ đây, họ đã thực hiện tốt, hỗ trợ đắc lực cho các trạm y tế lưu động phòng chống dịch. Việc phải mặc đồ bảo hộ cả ngày, cũng như thời tiết nắng nóng, việc phải tiếp xúc trực tiếp với F0 nguy cơ lây nhiễm cao, cũng thực sự đó là một khó khăn đối với chúng em. Tuy nhiên là dưới sự động viên của thủ trưởng các cấp, cũng như sự hướng dẫn của đội ngũ y tế và sự quyết tâm của bản thân, thì em đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và qua đó góp một phần công sức của mình để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở quận 8 để nhanh chóng truy vết thần tốc, bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Trường Sĩ quan Lục quân 2 tăng cường hơn 1.000 cán bộ học viên hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Tất cả đều đang khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực từng giờ, từng phút, quyết tâm cùng thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh. Hỗ trợ rất tốt cho bà con trong công tác phòng chống dịch vì để lại những dấu ấn rất là nhiều và ấn tượng cho bà con, cô bác và người dân tại địa phương phường 5 quận 8 với cái phương châm là không để là dân đói và bộ đội đến thì là dân thương đi dân nhớ. Sau những lớp khẩu trang, những bộ quần áo bảo hộ này là những nụ cười, sự tận tâm và tinh thần nhiệt huyết với nhân dân. Từ giảng đường đến chiến trường chống dịch là hành trang quý để những người lính trẻ thêm bản lĩnh, thêm kỹ năng cho quá trình học tập và thực hiện nhiệm vụ khi ra trường. Như thường lệ, nhật ký COVID-19 ngày hôm nay cũng xin được khép lại với phần hỏi đáp vaccine phòng COVID-19. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị để hiểu đúng và chuẩn xác về vaccine. Tôi tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, sau đó di chuyển đến địa phương khác thì có được đăng ký tiêm mũi 2 ở đó hay không? Và thủ tục để đăng ký tiêm bao gồm những gì? Trong trường hợp người dân đã tiêm mũi 1, sau đó di chuyển đến địa phương khác, chỉ cần đăng ký tiêm mũi 2 trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia hoặc qua app sổ sức khỏe điện tử trên hệ thống ghi nhận thông tin đăng ký tiêm. Tôi tiêm vaccine COVID-19 xong, không thấy có biểu hiện sốt hay phản ứng phụ gì. Như vậy, vaccine có hiệu quả hay không? Theo thông tin từ Bộ Y tế, mặc dù có những công nghệ vaccine mới, nhưng tất cả các loại vaccine đều giúp cho hệ thống miễn dịch của cơ thể quen với mầm bệnh, để hệ thống này có thể xây dựng khả năng phòng thủ và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vậy, có sốt hay không sốt sau khi tiêm vaccine cũng không làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của vaccine. Chương trình xin được mở đầu với các thông tin liên quan tới lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, theo báo cáo dự báo kinh tế toàn cầu vừa được Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales và hãng tư vấn Oxford Economics công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia khu vực Đông Nam Á dự kiến giảm trong quý 3 năm nay. Tuy nhiên, triển vọng của khu vực vào năm 2022 sẽ tích cực hơn khi nền kinh tế bứt phá trở lại đi cùng với việc tiêm ngừa vaccine được đẩy mạnh. Với Việt Nam, tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào sự phục hồi của khu vực sản xuất.
GDP của Việt Nam dự đoán sẽ ở mức 5,4% trong năm nay và bứt phá lên 7,5% vào năm 2022. Sự khởi sắc trong tăng trưởng kinh tế sẽ được thúc đẩy khi Việt Nam nới lỏng các biện pháp hạn chế. Đồng thời, lĩnh vực công nghiệp dự kiến sẽ được phục hồi từ khoảng giữa năm 2022. Trong khi đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, 41 dự án đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt trên 150,1 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 572,3 triệu đô la Mỹ, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020. Các nhà đầu tư Việt Nam tập trung vào 13 ngành lĩnh vực tại nước ngoài, trong đó ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn. Ngành bán buôn bán lẻ đứng thứ hai, tiếp theo là các ngành nông lâm nghiệp, thủy sản, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ. Còn với hoạt động xuất khẩu hàng hóa, sau nhiều tháng liên tục tăng trưởng tốt, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đột ngột giảm sâu tại nhiều thị trường. Cụ thể là trong tháng 8, trị giá xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đột ngột giảm gần 26% so với cùng kỳ năm 2020, đối với thị trường EU là 28% và các nước CPTPP là 4,3%. Không chỉ trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ trong tháng 9 này vẫn đang trên đà giảm khi nhiều nhà máy chế biến xuất khẩu phải tạm ngừng hoạt động. Sản xuất và xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong những tháng cuối năm dự báo chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. Thưa quý vị, một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành thủy sản của nước ta đó là ảnh hưởng của COVID-19. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, do áp dụng kiểm soát dịch bệnh trên tất cả các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng đến ngành thủy sản nói chung, trong đó ngành cá tra bị thiệt hại lớn. Số doanh nghiệp đang hoạt động ba tại chỗ chỉ duy trì khoảng 14 đơn vị tại 6 tỉnh nuôi cá tra trọng điểm với công suất sản xuất khoảng 20-30%. Bước vào tháng 10, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa lên được kế hoạch mở lại sản xuất. Ngoài ra thì việc thiếu hụt nhân lực do cách ly, nhiễm bệnh, thiếu hụt tài chính để vận hành trong giai đoạn dịch bệnh cũng là trở ngại lớn để các doanh nghiệp trở lại sản xuất. Đặc biệt là các hộ sản xuất con giống đã ngưng thả giống 2 tháng nay. Do đó, sang năm 2022 có thể sẽ thiếu giống cá tra dẫn đến thiếu nguyên liệu cục bộ. Vừa rồi là một số tin vắn kinh tế đáng chú ý. Ngay sau đây sẽ là phần tổng hợp một số thông tin giá cả thị trường trong sáng nay. Thương vụ Việt Nam tại Australia và Bộ Công Thương cho biết, người tiêu dùng Australia đã đánh giá 5 sao trên Woolworths trong mua bán trực tuyến của hệ thống siêu thị lớn nhất Australia dành cho trái thanh long đông lạnh Việt Nam đang chào bán tại nước này. Tại hệ thống đại siêu thị Coles của Australia, mỗi trái thanh long tươi mang thương hiệu Rồng Đỏ được bán với giá 4,9 đô la Australia, tương đương 80.000 đồng. Ước tính kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang Australia đã tăng gần 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng. Cụ thể, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.000 đồng một kg, giá bình quân là 4.850 đồng một kg, tăng 30 đồng một kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất là 7.250 đồng một kg, trung bình là 6.070 đồng một kg. Giá các loại gạo cũng